có cả Bentley với cả Lotus đánh đuổi nhau. Trời ơi. Hôm đấy không chụp được ảnh luôn tại vì đông quá. Em bảo rồi mà. Cam phải quá xí muội, chị có bán món này không? Có. Nhưng mà một cốc nhiều cam như này thì bán bao nhiêu? Nhiều cam này á, nhiều cam này phải 40-45 nghìn. 40-45 được. Thì ai người ta muốn ăn giống như em hoa hậu thì làm sao? Người ta đi mẹ, người ta đến bảo là muốn ăn giống như bạn hoa hậu thì làm sao? Chị dùng rất là nhiều cam nên cam nó rất là đậm và nó cái mùi Việt Quất nó chỉ hơi nhẹ nhẹ một xíu thôi. Nhưng mà cái cốc này chị bảo là phải bán 40-45 nghìn. Chốt giá 45 đi nhá. Cam nó đậm dã man ấy mà nó không bị chua, nó ngọt. Xong rồi là cái Việt Quất nó chỉ hơi nhẹ nhẹ nhở. 35 nghìn, bán ủng hộ bà con nông sản. Chốt nha, 4 quả cam. Lên đến đây mà kiểm tra mà không 4 quả là bắt đền nha. Muốn được 4 quả cam và nó đậm đà, nó phải thơm được như em đang uống ở đây thì mọi người cứ gọi là cam hoa hậu là chị Linh sẽ biết. Mai in cái bảng đây. Ở đây có cam hoa hậu 45k nhá. Ừ, ngon, ngon dã man. Trời ơi. To thế. Nhờ, nhìn mục 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 nhỉ. Không cần chấm cái gì hết. Cam sủ này rất vừa luôn, thơm. Tốt nhất là cái này ăn nóng mọi người mua về. Nói phải gọi là thế giới. Ê ơi, sao cái hạt tiêu nó thơm thế nhở? Do cách chị chiên nữa hay là do lạp xưởng nó mềm nó như thế nhở? Nó không bị khô ấy. Chị bán ở đây, chị bán mỗi hạt, mỗi lạp xưởng tươi là thôi hay là bán cả lạp xưởng muối, chung muối?